để giúp cho bà con nông dân hiểu rõ và tiếp cận được việc khai thác mủ cao su bằng cách áp khí khoan lấy mủ đúng phương pháp từ vườn xanh tốt. Hội nông dân thị xã Phước Long có tổ chức chương trình giao lưu trực tiếp qua Zoom và được phát livestream trên Facebook của hội với chủ đề giải pháp nâng cao năng suất, thu nhập trên vườn cao su thời kỳ kinh doanh. Vườn xanh tốt sẽ tham dự với vai trò khách mời dưới sự tham gia của anh Nguyễn Văn Dũng, kỹ thuật viên vườn xanh tốt với kinh nghiệm làm áp khí khoan lấy mủ 4 năm trên mọi độ tuổi và nhiều giống cao su, anh Nguyễn Hoàng Anh, giám đốc công ty vườn xanh tốt. Chương trình sẽ livestream giải đáp vào lúc 15 giờ ngày 20 tháng 12, chiều thứ hai, trên Facebook, Hội Nông Dân Thị xã Phước Long. Mời bà con nêu ý kiến, đặt câu hỏi trên Facebook hoặc bà con có thể kết bạn Zalo số 0898500860 để đặt câu hỏi và lấy thông tin về buổi họp trực tuyến. Cảm ơn bà con đã tham gia. Giới thiệu với bà con, đây anh Đạt, quản lý của vườn của trang trại của bà Đảo. Vườn của bà Đảo thì có nhiều loại cây, trong đó cái trụ su thì của bà Đảo áp dụng cái phương pháp khoan lấy mủ bằng khí. Thì anh Đạt là người trực tiếp và hướng dẫn chỉ cho công nhân sử dụng. Thì sau đây mình sẽ trao đổi với anh Đạt một số cái nội dung về cái khoan lấy mủ bằng khí. Chào anh Đạt. Thì cái đầu tiên mình muốn hỏi với anh Đạt là về cái công, cái nhân công quản lý hoặc là cái tăng thu nhập cho người công nhân khi người ta sử dụng phương pháp lấy mủ bằng khí này so với cạo, thì anh thấy so sánh với đường ven nó như thế nào? Thì cái thứ nhất á, nếu như người công nhân cao su, nếu như cạo bình thường, cái thu nhập đó so với người công nhân cao su sử dụng phương pháp phải lấy mủ bằng khí này thì nó tương quan nó như thế nào, cái nào lợi hơn? Thì nếu mà nói về bằng khí này á thì cái mức lương thu nhập tiền á thì nó cũng cao hơn cái công cạo. Mà cái còn về cái việc thì nó cũng tương đối là không có phức tạp, không có gì hết, nhưng mà cái là nói về cái thời gian, nó những cái việc mình làm, những cái công việc á thì nó nhiều hơn bên cạo. Cái việc nhưng mà cái việc nó không có là, nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng dễ chứ không có là khó khăn gì hết á. Cái tay nghề yêu cầu kỹ thuật cần cao không, hay là mình chỉ hướng dẫn xong là anh em công nhân ai cũng làm được? Thì đúng rồi, công nhân mà không biết mình vô mình hướng dẫn chừng nửa tháng thôi, 50 ngày gì á thì người ta nắm bắt được. Nhưng mà có quan trọng nhất là cái kỹ thuật mà người ta làm á thì họ cũng chưa có nắm hết những cái kỹ thuật, nên cái kỹ thuật đó thì nó cũng chưa có là tương đối. Còn cái giờ mình nói về cái người công nhân của mình đi, thì anh cũng cho biết, cho bà con biết được cái lịch trình làm việc của người công nhân của mình hiện nay trong cái trang trại của chú Ba Đảo tại Bà Né này, cái lịch trình của người công nhân này thành. Thì giờ lịch trình thì cứ làm suốt vậy á, thì cứ ngày nào cũng thì nó dạng như xe tour. Mình nói từ sáng, buổi sáng đi. Sáng mấy giờ mình đi cấp là 5:30 đi. 5:30 đi đúng thì phải tầm 7 giờ là xong, là đúng là người ta đi bốc một chén. Bốc một chén tới 9 giờ là xong rồi, người ta quay lại người ta đi bơm khí hoặc là đi về chớp, là đi về chỗ khác. Ví dụ như nó đủ 5 mũi là nửa tháng là người ta dời qua bên chỗ khác rồi người ta bơm khí đó. Buổi sáng buổi thí dụ 9 giờ đi xong đi, người ta về người ta 10 bắt đầu 10 giờ người ta đi làm tới 11 giờ là người ta nghỉ. Nghỉ xong cái chiều 2 giờ đi phan tới 4:30 xong là người ta quay lại người ta bơm khí tới 5:00 mấy 6:00 đó là người ta nghỉ. Như vậy là nguyên một cái đêm là người công nhân của mình được ngủ trọn đêm. Xong sáng rồi đầy đủ sức khỏe đi làm. Đó, thì nó được cái lợi, cái là bên hơn cái bên cạo là cái thời gian không cần đi sớm. Như vậy nếu mà mình công nhân làm như vậy thì tính nó một ngày nó làm như vậy thì cái mức lương mình so với mức lương cạo truyền thống, ví dụ như cạo truyền thống người ta vô người ta ghé cao người ta cạo xong rồi xong. Nhưng mà mức lương ví dụ một tháng ví dụ được 3 triệu chẳng hạn. Còn đối với công nhân của mình ở đây thì mức lương nó được 3 triệu. Thì bây giờ nói về mức lương á,
Thì giờ bên cạo á thì người ta đi cạo 700 cây thì tháng 7 triệu 7 triệu rưỡi, còn bên đây á thì đi than dày thì một tháng mức lương công nhân mỗi lô 700 cây là 10 triệu một tháng. Nghĩa là so sánh giữa mức lương cạo và mức lương than mình là nó cao hơn. Cao hơn nhưng mà so về công việc thì nó tính ra, tính qua tính lại thì nó cũng ngang ngang với nhau thôi. Đó. Cảm ơn anh nhiều như vậy. Thứ nhất là mình trao đổi xong được cái thứ nhất về cái lịch trình làm, cái mức lương cũng như sức khỏe người công nhân như vậy. Nếu làm bằng khí này, sức khỏe người công nhân đảm bảo hơn, thu nhập người công nhân của mình được cao hơn, ổn định hơn. Cảm ơn anh nhiều. Còn nói về mình nói chuyện tiếp về cái sản lượng của nó, sản lượng của cây này. Nếu như cái phương pháp này so với phương pháp cạo truyền thống, mình nói về cái sản lượng trước. Thứ nhất là số lượng ký. Anh quản lý ở khu vực này, anh cho biết được là cái số lượng ký của mình so với cái cạo truyền thống trước đây nó như thế nào? Thì nếu mà tăng so số lượng ký á, thì cái phân khí này á là nó cao hơn cái cạo truyền thống. Ví dụ như cạo truyền thống hồi xưa cạo 700 cây thì nó tạ hay là tạ mốt vậy, nhưng mà cái bơm khí này nó lên tới 1.4-1.5, có khi tạ 6 nó như vậy. Nó tùy theo cái thời tiết, rồi tùy theo cái dạng như, thí dụ như mình bơm khí mà biết về kỹ thuật bơm á thì mình lấy mẫu á thì nó đạt. Tôi cũng tùy theo cái mình bơm khí nữa. Đó là cái về ký. Về cái độ. Cái độ giữa cạo truyền thống với độ cạo bằng khí này anh thấy như thế nào? Nếu mà bằng khí á, thì thí dụ như đầu mùa thì độ nó cao. Với lại cuối mùa là độ nó cao, còn giữa mùa thí dụ vô mùa mưa thì nhiều khi á mưa rồi nó cũng có nước vô một ít á. Nên cái này mưa cỡ nào mưa mình vẫn đi làm được. Còn bên cầu tay thì ví dụ vô mùa mưa thì người ta có thể có chỗ nghỉ, chỗ người ta không làm tại vì không có máng che. Còn cái này là nó có nắp đậy, nhưng mà nắp đậy thì nước nó cũng vô, nhưng mà vô phần nào, nó vô theo cái đường ống, nó vô cái phần nào thôi. Đó, thì nên cái độ nó xuống thấp là nó từ chỗ đó. Anh làm ở đây anh có cái khuyến cáo gì cho bà con nông dân nếu như làm phương pháp này, anh có khuyến cáo gì, cái những cái lưu ý gì cho cái dụng phương pháp này? Thì cái phương pháp này thì thí dụ như nếu mà người ta làm á thì có một cái người kỹ thuật mà nắm về bên khí, bên những cái này cái kia mà người ta biết hết thì người ta chỉ qua là làm được hết á. Người mà không biết tay ngang vô á chỉ cần chỉ huấn luyện người ta chừng khoảng một tuần thôi là người ta có thể người ta làm được hết. Nói chung là cái này cũng đơn giản chứ không có là còn anh quan sát cái bộ lá hoặc anh quan sát cái sức sống của cái cây so với làm khí này, nó có cây nó cứ bị suy hoặc cây nó yếu hơn so với bình thường như những cái công việc khác anh thấy không? Thì thí dụ như cái khí này á thì làm lâu dài thì em không biết được sao, nhưng mà điều cái á, là bây giờ cái này làm mới có chỉ 2 năm thôi. 2 năm ở đây được 2 năm. Là 2 năm thì nói chung là thấy 2 năm thì thấy nó cũng không có đến nổi gì. Nó cũng không có thiệt cây gì hết á, nhưng mà điều cái là ví dụ như tới mùa mà thay lá đồ á kia thì mũ nó không có đạt bằng cái vô cái mùa đầu năm mùa mưa đồ. Thì đúng rồi, giống như cạo tay mà tới mùa thay lá nó cũng chịu thôi. Đó nó cũng vậy thôi. Chứ mình đi xong một số cây mình xem trao đổi chứ. Thí dụ này mai mốt á tới sang năm là cái da này nó già lại rồi. Nó già lại. Nghĩa là sang năm chỗ này mình vẫn lại vẫn được hết. Giờ nó lột, ví dụ như sang năm nè, bây giờ tình trạng giờ này nó lột vậy. Anh ấy vẫn có mẫu. Nhưng mà nó không có đạt bằng cái da nguyên thủy của nó. Nhưng mà sau sang năm là cái da này nó sẽ lành lại. Nó già rồi, nó già lại. Thì mình vẫn tiếp tục lấy được. Đây, những cái chỗ này là khoan từng lần là khoảng bao lâu được như thế này? Cái này là do nơi lúc trước người ta không biết cách sử dụng nên nó bỏ khoảng cách chứ còn cái này là mình khoan hồi nào? Cái này lâu rồi, năm ngoái là của năm ngoái. Năm nay đâu? Chỗ nào của năm nay? Cái này một phỉnh một tháng thì nó đủ 10 mũi. Thì 10 mũi khoan thì 10 mũi khoan nó nó chút chút vậy thôi chứ nó không có dư khí sao rồi hết cũng phải
cũng cái tình trạng đó nữa, tại biết sao không, là cái lúc trước lúc đầu á, cái này anh bơm nhiêu hả, bơm ví dụ lúc đầu là anh bơm 70, tại vì cây nó chưa có khí á, anh bơm 70, còn nếu mà sau này ấy là 50 thôi, 50 chưa thay này là cũng mũ là vậy, có nghĩa là mấy cái phần dừa da như thế này là mình cũng khoan là sang năm mình làm lại cái làn da này nè, là cũng được mình sang năm là cái này già rồi nè. Vườn này sử dụng phương pháp ốc khí này là làm đúng 3 năm rồi, từ đầu 2019. Từ khi anh làm ốc khí này thì anh thấy sản lượng của nó so với cái cạn của mình nó thế nào? Nói chung thì nó sẽ đạt cỡ gấp rưỡi luôn. Gấp rưỡi so với cạn thì không. Còn cái khoảng thời gian, cái lịch trình mà mình làm nó một ngày á, mình làm nó thì buổi sáng mình làm cái gì, chiều mình làm gì, khoảng thời gian mấy giờ tới mấy giờ? Riêng cái vườn nhà này có gì đâu, có chiều đi khoan rồi sáng thì người ta trút thôi, chứ đâu làm gì. Nghĩa là buổi chiều mình đi khoan rồi sáng là đi trút, chứ còn mình không phải thức đêm thức hôm giống như mình đi cạo là phải 3-4 giờ sáng mình đi cạo. Cái này là làm cái này cứ 3 giờ chiều là đi làm thoải mái nè. 3 giờ chiều là cứ làm từ 3 giờ chiều từ đây là ưng làm giờ nào cũng được. Rồi anh làm cái này, anh so với cái cạo truyền thống thì anh thấy cái này có những cái mặt, cái ưu điểm nào, những cái nào thuận lợi, những cái hạn chế nào thấy? Nói chung làm bên cái khí này thì nó được cái ưu điểm là cây nó không có tốn da, mà nó ăn lại được những cái da cũ, có thể là 2 năm là ăn lại được, nó không có tốn da giống như cái cạo. Với cái lượng mẫu, với cái độ thì nó cũng đạt hơn. Còn cái phân bón của anh, cái vườn này phân bón anh chăm bón như thế nào, năm bón mấy lần, gồm những loại phân nào và khoảng là bao nhiêu lần? Nói chung thì cũng bón bình thường thôi, nếu như có, nhưng mà đa số vườn này hồi nãy giờ là không có xài hóa học, không hóa học. Ít xài thôi, chứ tại vì hồi nãy nhà làm bên vi sinh á, phân cá với bánh dầu rồi phân gà thôi, chứ ít xài hóa học. Vậy là mình xài phân gà nè, hoặc bánh dầu, phân cá mình đủ ra. Tăng có hóa học thì càng tốt, nhưng mà mình có điều kiện thì cứ 5 rãi 3-4 lần. Còn cái năng suất của vườn này sao anh?
Nãy giờ mình quên chưa hỏi cái năng suất. Cái năng suất này bao nhiêu ký khoảng bao nhiêu độ trên một lần? Cái năng suất này trong vòng 650 cây này á là nó nằm cỡ 2 tạ 1. Còn 2 tạ 1. 2 tạ 1 nó nằm cỡ 37 38 cỡ 37 38 rồi 2 tạ. Còn nó xuống 1 tạ rưỡi á. Nó xuống 1 tạ rưỡi á là 1 tạ rưỡi tới 1 tạ 2 á là nó phải lên 40 tới 42 độ. Như anh thấy mình làm mình thấy là nó có những cái lớp da nó bong chóc như thế này, theo anh nó có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của cây không, và anh có khoan thử cái này chứ? Cái những cái bong chóc này thì mình khoan dài quá là nó chóc thì đâu sao đâu, nó bình thường, còn mình khoan lại là mũ vẫn bình thường. À, cái những chỗ này là mình vẫn khoan giờ lại, vẫn khoan lại mũ vẫn chảy ra bình thường. Rồi, ok, cảm ơn anh rất nhiều. Anh có thể giới thiệu tên với địa chỉ vườn của mình ở đâu cho bà con biết không? Đây em tên Nguyễn Văn Bình, địa chỉ ở 19 tháng 5, xã Đức Hạnh. Dạ, cảm ơn anh Bình. Anh Bình ở tại 19 tháng 5 của Đức Hạnh. Dạ, cảm ơn anh Bình rất nhiều. Hiện nay giữa cái này với cái mà cạo truyền thống nó vẫn hiện nay là nó đang bà con mình chưa hiểu rõ đó, chưa biết rõ được. Người ta cứ sợ là người ta cứ sợ làm gì nó khô, nó khô cái ai ta là lấy mũ nhiều quá cái nó bị kiệt sức. Nhưng thực ra khi mình hiểu ra là lấy mũ nhiều hết là do mình. Trong cái chuyện mà mình áp khí á, mình bơm ga vô. Phân của cái vườn cây của chú Ba này hiện nay mình đang bón phân nào, và so với cái cách bón ngày xưa thì nó có hơn bón nhiều hơn hay bón ít hơn? Cái bây giờ cái khi mà mình áp khí mình khoan mũ này nè. Thì đương nhiên là khi mà mình muốn có năng suất cao là mình phải bón phân đầy đủ. Cái thứ nhất là phân hữu cơ. Cái cộng với cái phân hóa học. Năm mình phải bón phân 3 lần. Bón phân cái lượng phân đầy đủ, tại vì giờ mình lấy mũ nó nhiều thì mình phải cho nó ăn trở lại để nó hồi sức trở lại đó, cho nên cái lượng phân một năm phải bón 3 lần. Cái thứ hai giờ chú Ba nói về cái năng suất nữa này đi. Giờ cái này so với cái cạo truyền thống ngày xưa á, thì mình thấy năng suất của nó so với cạo thì chú Ba thấy nó như thế nào? Nó thì bây giờ là nếu mà mình tính ra năng suất á, mình có thể là lấy nhiều hơn cái cạo truyền thống ngày xưa được. Nhưng mà nó ví dụ như là cỡ 8-10 thôi. Cạo truyền thống lấy 8 mà cả khoan lấy 10 thôi. Chứ mình lấy nhiều quá thì cây nó bị kiệt sức. Mà mình muốn ấy là phải bón phân cho thật nhiều vô. Để cho cây nó hầu sức. Đó cái phần mà năng suất đó. Thì là bây giờ mình nói là chẳng hạn như bây giờ cái cây mà bây giờ nó nằm khoảng 14-15 năm rồi, 14-15 năm tuổi nè. Dạng như lúc đó cái dạng như là theo cạo truyền thống là mình cạo hai miệng. Mình cạo hai miệng là một miệng ngửa với 1/4 cái miệng úp. Thấy chưa? Như vậy là cái cây mình thấy ấy mình thấy nó còn dẫn chắc dư lên không bao nhiêu. Còn cái phần này mình khoan nó chỉ có một điểm cái vết đó thôi. Còn chung quanh nó vẫn bình thường. Thành cái độ mà phát triển của cái cây á, cái độ lớn cái độ to nó, cái này á, nó vẫn phát triển tốt hơn. Sức sinh trưởng phát triển. Sức sinh trưởng á, nó tốt hơn. Rồi là cái hàng năm á, thì dặn như chính vậy đó, khi mà mình lấy mũ đến cuối năm á, thay vì cạo truyền thống người ta thay lá rồi này chưa thay cho nên là năm nay nó cũng muốn là cái 2 tháng cuối cùng nè, thay vì là 5 mũi mới bơm ra thì bây giờ là tính 3 mũi là bơm để mình lấy mũ cho nó nhiều một chút. 2 tháng cuối cùng là chi cho cái cây nó hơi kiệt sức chút để nó thay lá sớm. Nó thay lá sớm thì trước Tết nó thay thì cái phân trắng nó ít hơn. Chứ thường thường là hàng năm là theo thời tiết của hàng năm thì kinh nghiệm là cứ sau Tết cái phân vô mùa xuống mạnh cho sương mù cái phát sinh phân trắng là còn như là nó bị rụng lá. Nó rụng lá thì nó năng suất không tốt. Như cái này năm rồi là cũng do là nó thay lá muộn nè. Rồi nó bị phân trắng nè, cái bùa lá nó không đẹp lắm á. Thế như vậy nãy giờ chú Ba trao đổi thấy mình thấy là cái mặt cái ưu điểm cộng lợi của nó rất là nhiều. Nhưng mà trong quá trình làm chú Ba thấy ở đây cái phương pháp này mình thấy nó có một cái điểm yếu gì hay không?
và khuyến cáo hay nói chuyện cho bà con khác giờ nếu làm cái này cần lưu ý những cái vấn đề gì? Thì bây giờ mới nãy mình nói cái đó rồi, nãy chưa nói tới cái chuyện mà nó lợi công hơn. Dạ, lợi công. Nó lợi công, cái người công nhân nó khỏe hơn là bây giờ là chiều mình khoan có 2 tiếng, 2 khoan tới 4 tiếng đồng hồ à. Dạ. Là nó rầu rồi. Dạ. Người ta nghỉ ban đêm, sáng 5 giờ sáng người ta mới đi trút. Dạ. Nó còn cái bóc mũ chén hay là trút mũ thì nó cũng y vậy, như nhau, dạ. Y như nhau. Rồi cái người công nhân nó khỏe hơn. Dạ. Rồi cái nhưng mà cái này nó cũng có cái khuyết điểm này vậy nè. Ví dụ như bây giờ là nếu mình không kiểm soát được tốt á, yeah. Thì là nếu mà bơm khí vô nhiều quá, yeah. Thì nó dẫn tới lấy mũ nhiều quá, cây nó kiệt sức, yeah. Nó cây nó kiệt sức nó sẽ hư cây, yeah. Yeah, khô vỏ cây, yeah. Cho nên là muốn tránh chuyện đó làm phải chủ động là khi mình khoan mình áp khí sao mình cảm thấy mình lấy cái mũ lượng, yeah. Mũ vừa đủ thôi, yeah. Vừa đủ thôi, hơn cái cạo truyền thống chừng nãy nói là 80 thôi. Yeah. Không nên là ham mà lấy nhiều. Dạ. Nhưng mà cái lưu ý quan trọng nhất ở đây là đối với bà con khác mà nếu làm cái phương pháp này là không được lấy mũ nhiều. À, dạ. Nói nó chỉ hơn 80 thôi. 80 là bón phân đầy đủ. Dạ. Để cho, tại vì cái mình hốt hụt chót là nhờ cái gỗ, dạ. Gỗ cao su. Dạ. Cho nên nó là khi mình bón phân vô mình lấy mũ rồi, nha các thứ nè, cây nó sung, cây nó mau lớn. Dạ. Sau này mình thanh lý, yeah. Cái cây nó to bự mình bán được nhiều tiền, yeah. Đó, mình hốt khuôn chót là, yeah. Cái phần đó, đó. Đó còn cái lợi công đó là giờ chẳng hạn như bây giờ một công nhân bình thường là quýnh 600 cây, yeah. Cạo 600 cây đó là họ cạo cũng làm kỹ cũng phải 4 tiếng đồng hồ, yeah, còn cái này 700 cây khoan có được khoan có 2 tiếng xong, 2 tiếng xong. Yeah. À, nhưng mà với điều kiện là cái người công nhân nó là phải làm cho kỹ, yeah. Cây dần phải lắp cho đúng, yeah. Chốt khi đậu chốt cũng phải đậu đổ cho nó đúng chỗ, yeah. À, rồi để sau là cái lúc khoan là chén, cái chén để cho nó ngay ngắn và nắp, yeah. Cũng đầy ngay ngắn để ban đêm trời mưa nước không vô, yeah. Nó chỉ vậy là mình là thắng lợi thôi, yeah. Uhm. Dạ, nay về cảm ơn chú ba rất nhiều. Ừ. Dạ, cái lời khuyên của chú ba đối với những người nông dân mà muốn làm phương pháp này, đó là bón phân đầy đủ và lấy hơn nó cỡ 80 thôi. 80 thôi. Tham lấy quá nhiều. À, đừng, dạ. Không nên lấy nhiều. Dạ, không nên lấy quá nhiều. Dạ, cảm ơn chú ba nhiều. Cái này thì chú ba nhận xét nó như thế nào, nó ảnh hưởng như thế nào tới năng suất của cái mũ hoặc là nó ảnh hưởng tới chất lượng gỗ sau này của mình? Cái này là cái gỗ nó không ảnh hưởng mà nó lành, cái này nó lành. Dạ. Cái mấy vết này đã cạo đục ra thử rồi. Dạ. Nó không thúi gỗ đâu, không thúi gỗ. Có đục ra rồi, không bị gì cả, à, không, dạ, bị chỉ thấy nó hơi xấu vậy thôi, xấu vậy chứ không thành vấn đề, dạ, mũ bình thường, à. So với cạo truyền thống, ví dụ như cạo này là đừng có phạm, đừng có sát, dạ. Chứ ấy không, nó không liền, nó lỡ lói tùm lum là chứ cái này thấy vậy nó không sao, nó liền lại không sao, dạ. Ừ. Ấy thường thường là họ phải tìm mấy cái chỗ mà gian nguyên sinh á, dạ. Chưa quýnh ra tái sinh thì nó bị ít mũ. Thank you.
Cho bà con nông dân đây biết là cái vườn của anh làm được bao lâu rồi? Cũng làm được trong vòng 8 tháng. 8 tháng rồi. Có nghĩa là từ đầu mùa năm nay. Đầu mùa năm nay. Khi anh làm từ đầu mùa năm nay thì anh, cái cảm giác của anh khi làm cái phương pháp này so với ngày xưa anh cạo như thế nào? Thì nó khỏe hơn, đỡ thức ban đêm, thời gian nó đỡ hơn, thì sức khỏe mình bảo đảm hơn. Vậy nên nói về thời gian, thì cái lịch trình của anh làm cái vườn cao su này, lịch trình một ngày anh thực hiện nó gồm mấy giờ tới mấy giờ, làm những việc gì? Thì tầm thì 2 giờ hoặc 3 giờ mình đi mình sẽ khoan, dùng cái phương pháp ấp khí của khí Excellent thì ta dùng khoan và cắm ống. 2-3 giờ chiều hay đúng không? Đúng rồi, 2-3 giờ chiều. Còn đi chúc mũ, anh thường chúc vào lúc nào? Thì chúc mũ thì cũng có, mình thích thì đi 7 giờ sáng hoặc là 8-9 giờ, cũng tùy thời gian mình đi, cũng không cần quy định. Rồi cái phương pháp này mình không phải thức đêm thức hôm gì. Đúng rồi, mình sẽ bảo đảm hơn. Còn nói về cái năng suất cái vườn này cho với người xưa anh cạo thì cảm giác như thế nào? Nó sẽ cao hơn được 30%. Thì thường thì cạo hồi xưa một nhát cạo nó tầm 7-5 ngàn, bữa nay có thể khả năng lên 1 triệu mấy, 1.2 triệu, có lâu lên 1.5 triệu, nó cao hơn. Như vậy nếu anh làm cái này thì anh thấy cái này nó có những cái ưu điểm nào hoặc là những cái điểm hạn chế nào mà anh không cảm thấy là nó không phù hợp? Nói chung thì lúc đầu thì cũng giống cạo thôi, cạo ai chưa biết cạo thấy nó cạo rất là khó khăn, nhưng mà đã biết cạo thấy nó dễ, ấp khí nó cũng vậy. Mỗi người mà chưa biết làm thì thấy rất khó khăn, nhưng mình làm thì thấy ưu điểm nó rất là đơn giản, không có gì để khó hết. Mình phải coi được, canh được cái lượng khí, nhất là lượng khí thôi. Làm phương pháp này anh thấy cái điểm nào, anh thấy không có hạn chế hoặc là anh không hài lòng? Nó cũng thấy chả cái gì hạn chế cả, nói chung là cây vẫn bảo đảm sức khỏe, cây nó vẫn tốt, nó chả hư hại gì cây hết. Có nghĩa là hiện nay em cũng chưa thấy sự hư hại gì, chưa hư hại gì cây gì. Và dự đoán vài năm sau anh có thấy nó có bị hư không nhỉ? Theo tìm hiểu những người đi trước thì mình bảo đảm thì nó sẽ tăng sản lượng lên, và cây cũng làm theo đúng phương pháp thì chả gì hư hết. Thêm một câu hỏi vui, bây giờ nếu không làm phương pháp này nữa mà kêu anh đi cạo lại thì anh có cạo lại không? Không, sợ thức cảnh thức đêm sao cạo nổi. Giờ làm phương pháp này không, ai thử làm đi rồi sẽ không bao giờ muốn đi cạo nữa.